lần đầu tiên mà tới bãi biển Vũng Tàu, nhưng mà ở trong mấy cái lều á bắt nhạn mới đưa lên có dính bản quyền không, cái đó là sao đi chưa biết nha. Nếu dính bản quyền là sao đi phải xóa gỡ bỏ thôi. Nếu mà cái clip này mà không có bản quyền thì cả nhà mình ủng hộ sao đi nha. Lần đầu tiên là sao đi tới bể biển Vũng Tàu, đăng ký like ủng hộ sao đi nha.